Xin chào quý vị đã quay trở lại với Happy Home TV. Hôm nay mình xin giới thiệu cho quý vị một căn nhà độc lập ngay mặt đường lớn, có gara ô tô, nội thất siêu đẹp, thiết kế nhà với phong cách mới hiện đại. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để cập nhật được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Chúng ta đang đứng ở đường vào căn nhà, đường trải nhựa rộng, ô tô tải tránh nhau thoải mái. Nhà bạn mà hay có khách thì hoàn toàn có thể đỗ hết ở trước cửa. An ninh nơi đây rất tốt. Mặt tiền căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, nhưng chú trọng vào không gian xanh, một xu thế đang hot gần đây. Cùng mình vào trong tham quan những điều bất ngờ trong căn nhà nhé. Đập vào mắt chúng ta là gara ô tô to đùng. Thế này có khi cho được cả xe tải voi chứ. Nhà được xây dựng 3 tầng độc lập với diện tích 79m², ngang gần 5m, hướng Tây Bắc. Bước vào trong căn nhà ta thấy được ngay phòng khách sang trọng, hiện đại. Với bộ ghế sofa, kệ tivi, tranh tường vân vân. Đi vào trong gian bếp, ta thấy được sự ấm cúng, đầy đủ tiện nghi. Tủ bếp được làm bằng nhựa cao cấp, đã có sẵn hút mùi. Gian bếp được thiết kế với không gian mở, khiến cho căn bếp thoáng đãng hơn. Đặc biệt nhất là giếng trời đằng sau, là nơi hút gió và lấy ánh sáng tự nhiên cho căn nhà. Nơi đây còn có một nhà vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt gia đình đông người. Lên tầng 2 thôi, cầu thang được làm bằng kính, tay vịn gỗ, đá cầu thang đen cao cấp. Bố trí tầng 2 bao gồm 2 phòng ngủ lớn, một nhà vệ sinh. Bên này đang được bố trí là phòng ngủ của bé, thật hiện đại và xinh xắn. Chắc chắn đây là nơi thích nhất, là góc riêng tư của trẻ nhỏ. Nhà vệ sinh ở đây rất rộng, thiết bị vệ sinh rất cao cấp, đầy đủ tiện nghi. Sang phòng ngủ chính, ta thấy giật mình về sự tráng lệ, rộng lớn. Không gian mở, giúp không gian phòng ngủ trở nên thoáng đãng hơn bao giờ hết. Tại tầng 2 này được bố trí luôn sân phơi, cũng là sân tiểu cảnh cho gia đình treo hoa, cây. Khung sắt bao quanh chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Thật thiếu sót nếu không nhắc đến điểm nổi bật nhất của căn nhà, đó là giếng trời được bố trí ngay giữa căn nhà. Đúng là nhà được kiến trúc sư thiết kế nó khác bọt hẳn. Với giếng trời này sẽ lưu thông không khí cho toàn bộ căn nhà. Thật tuyệt vời phải không các bác? Tầng 3 với cấu trúc một phòng thờ, một view ban công, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Phòng thờ vô cùng rộng rãi, các cửa ra vào đều của hãng nhôm cao cấp, cửa sổ đã có rèm sẵn. Trên cả tuyệt vời khi ban công ở đây rất thoáng mát với hướng nhìn ra sân bóng Đằng Lâm. Với ban công này sẽ là nơi thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vị trí căn nhà nằm trong ngõ Bùi Thị tự nhiên, ngay gần ngã 4 Sầm Uất, 2 phút ra đến chợ, 1 phút ra sân bóng Đằng Lâm, gần hồ Phương Lưu, ra đầu đường là trường học các cấp. Đối diện phòng thờ là một phòng trống, là kho để đồ hoặc phòng ngủ, tùy vào bố trí của gia chủ. Với nhiều phòng ốc như này rất thuận lợi cho gia đình có nhiều thế hệ. Như vậy, quý vị vừa cùng mình tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích gần 80m², nội thất đầy đủ, đường vào rộng rãi, lại ngay gần mặt đường Bùi Thị tự nhiên, cách hồ Phương Lưu chưa đến 500m, mà giá chỉ có 3 tỷ, một mức giá quá hợp lý. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì, thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích,
Mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.